rồi mày quay những con tuần tra con này bớt quay những cái cảnh là con la con coi lại đang chuẩn bị bấm chưa bấm thôi đi xuống lẹ đi chơi bà ngoại chờ lâu kìa. Đây quá đẹp mà không 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 đi thăm hết thì uống. Mẹ nó có đó rồi, mẹ không thích mấy cái chỗ níu. Mẹ chỉ thích chẳng đi sành. Với chừng nó lộn đâu chứ mà tại vì mẹ thích mà tại vì chưa không tưởng tượng được. Mẹ có một cái gánh nặng. Mẹ muốn đi coi nhưng mà mẹ có cái gánh nặng của mẹ nó không có đi được. Trời ơi, xách theo được mà. Xách theo. Xách theo nhưng mà lúc mà mẹ đi một mình mẹ không có thì mẹ đi lại. Thì mẹ giao cho người khác. Mẹ không có tiền giao. Oh. Hmm? Cái gì cũng còn nát đây. My dress is pretty dirty. Oh. Drop me. Look at the water. Nói rồi, gì? Đi đây lên lại. Oh, look at the water. Nó nói con gì chứ? Thì có mẹ nó hiểu nó thôi. Phải dịch nữa, phải thông dịch nữa. Bà mà nội tới ngày không hiểu nó gì. Charlie, Charlie, làm giống này nè Charlie. Bịt hai lỗ tai lại nè. Charlie, Charlie. Cover the ear nè. Too loud, too loud. Cover the ear. No running. Làm gì bến sung mà nó không thấy nó có dấu hiệu mệt vậy. Trời ơi, đi lên có chút xíu thôi mà thì phải đi băng bó mấy lần. Trời ơi, cục đá văng vô chân. Đá, mấy cục đá. Rồi, sao một cục nữa, còn quá rồi. Tại đi lẹ quá. Moon. Thôi giỏi thế, sao nó biết moon vậy? Nãy mới kêu, mới lạ lại. Trời ơi, cái bà đây bắt nhau chấm luôn rồi, cho ông lại. Không, nó làm cái tướng giống. Làm lại đi. Trong photobomb. Lạnh hả con? Lạnh hả? Ngứa. Rồi đi chưa? Anh à. Bên đó chụp qua đẹp lắm. Bên này chụp qua. Step on the rock. Rồi ôi step on the rock. Chụp qua đi. Ngồi bên đây chụp qua. Bên này chụp qua đẹp. Mấy giờ rồi ta? Mấy giờ hả? Mấy giờ? Tina, giờ mình lên. Đi về em thôi không kịp á. Tối quá đâu thấy đường gì đâu mà đi thăm vườn. Đi đi lẹ anh thôi, tối quá không có thấy đường. Không có thăm vườn được. Ui, ngồi giống ngồi y quá. Con đi hết trơn thôi, nó rắc em trong cái thùng nữa. Nó đẩy mẹ, nó đẩy dốc, nó đẩy nó đi kìa. Đi trên này, đi ra, đi trên này. Đây nè con. Nó mệt rồi. Ủa sao đi, sao đi, sao đi, chị Hân không biết.
mệt rồi, đi nào vào rồi. Đó mệt rồi.